Thảo Vi xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi những diễn biến mới nhất chiến tranh Nga-Ukraine cũng như tình hình thế giới có trong ngày 17 tháng 2 năm 2024 của đời Sài Gòn Post. Thưa quý vị, vậy là sau nhiều tháng cầm cự ngoan cường gây tổn thất tối đa cho quân xâm lược, thì quân đội Ukraine đã rời Avdivka, vùng Donetsk để tránh bị bao vây và để bảo toàn tính mạng, sức khỏe của các quân nhân, Điều này đã được RBC Ukraine đưa tin kèm theo đường dẫn tới trang Facebook của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Shisky. Tướng Shisky nói, dựa trên tình hình hoạt động đang phát triển xung quanh Ajivka, để tránh bị bao vây và bảo toàn tính mạng cũng như sức khỏe của các quân nhân, tôi quyết định rút các đơn vị của chúng tôi khỏi thành phố và chuyển sang phòng thủ trên các tuyến có lợi hơn. Theo ông, các binh sĩ Ukraine đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự của mình một cách đàng hoàng, làm mọi cách có thể để tiêu diệt các đơn vị quân đội tốt nhất của Nga và gây cho đối phương những tổn thất đáng kể về nhân lực và trang thiết bị. Chúng tôi đang thực hiện các biện pháp để ổn định tình hình và duy trì vị trí của mình. Mạng sống của các quân nhân là giá trị cao nhất, dù sao thì chúng tôi cũng sẽ lấy lại Ajivka, ông nói thêm. Chỉ huy nhóm tác chiến chiến lược Tavria Alexander Tarnavsky lưu ý rằng, theo lệnh đã nhận được, quân đội đã rời Ajivka về các vị trí đã chuẩn bị trước đó. Ông lưu ý, trong tình huống kẻ thù đang tiến tới sát của binh lính mình với lợi thế 10 ăn 1 về đạn pháo, dưới sự bắn phá liên tục, đây là quyết định đúng đắn duy nhất. Theo ông, việc bị bao vây không được phép, nhưng sự được rút đi, binh lính Ukraine chiếm vị trí phòng thủ ở một số phòng tuyến nhất định. Mặc dù đang chiếm được ưu thế trên một số khu vực, nhưng Nga đã phải trải qua một cái giá với tổn thất không tương xứng thưa quý vị. Theo Bộ Quốc phòng Anh hôm thứ Sáu cho biết, Nga đã mất ít nhất 400 xe tăng và các phương tiện quân sự khác trong trận chiến giành làng Abdiivka trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra với Ukraine. Thị trấn phía đông Ukraine từng là nơi sinh sống của khoảng 32.000 cư dân trước khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến tranh vào tháng 2 năm 2022, đã nằm trên tuyến đầu trong cuộc chiến giữa Moscow và Kyiv kể từ năm 2014, khi Putin sắp nhập trái phép bán đảo Crimea từ Ukraine. Lực lượng Nga đã phát động một cuộc tấn công lớn vào Ajivka vào tháng 10, và nhiều chuyên gia tin rằng Điện Kremlin có thể chiếm được ngôi làng này trong những ngày tới. Tuy nhiên, cuộc chiến giành Ajivka đã khiến Điện Kremlin phải trả giá đắt. Khi tình báo quân sự Vương quốc Anh ước tính trong một bài đăng trên X, trước đây là Twitter, đăng hôm thứ Sáu rằng Moscow đã mất tối thiểu 400 xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và các thiết bị phân cứng khác trong những tháng gần đây. Theo Bộ Quốc phòng Anh, Nga cũng có thể đã mất hàng chục nghìn nhân sự trong trận chiến. Bộ Quốc phòng Anh hôm thứ Sáu cũng đánh giá rằng trong khi lực lượng Nga đang tiếp tục tấn công phía tây thành phố Bakhmut, điện Kremlin đã không thể tiến xa hơn thành phố kể từ khi nắm quyền kiểm soát vào tháng 5 năm 2023. Tương tự như Ajivka, Bakhmut rơi vào sự kiểm soát của Moscow vào mùa xuân năm ngoái sau nhiều tháng giao tranh ác liệt. Tòa Bạch ốc cảnh báo hồi đầu tuần rằng Ukraine có khả năng mất quyền kiểm soát Ajivka do Kyiv thiếu đạn pháo, một điểm nhức nhối đối với lực lượng vũ trang Ukraine khi các nhà lập pháp đảng Cộng hòa tại Quốc hội duy trì hỗ trợ quân sự bổ sung. Nga đang gửi hết đợt này đến đợt khác lực lượng nghĩa vụ để tấn công các vị trí của Ukraine và vì quốc hội vẫn chưa thông qua dự luật bổ sung, chúng tôi không thể cung cấp cho Ukraine đạn pháo mà họ rất cần để ngăn chặn các cuộc tấn công này của Nga. Người phát ngôn an ninh quốc gia tòa Bạch Úc John Kirby nói với các phóng viên tại cuộc họp báo hôm thứ Năm. Bên cạnh đó, trong 24 giờ qua, đã có lên tới 1.050 kẻ chiếm đóng nằm xuống vĩnh viễn trên đất Ukraine. Như vậy, tổng số tổn thất của quân đội Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược là 401.350 quân nhân. Ngoài ra, lực lượng vũ trang Ukraine đã phá hủy 28 hệ thống pháo binh và 18 phương tiện của kẻ địch. RBC Ukraine viết về điều này có tham khảo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine. Theo đó, tổng thiệt hại của Nga trong cuộc chiến xâm lược do họ phát động tính từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 đến ngày 17 tháng 2 năm 2024 là khoảng

máy bay 332 chiếc, trực thăng 325 chiếc, UAV cấp tác chiến chiến thuật 7.413 cộng 5 chiếc, tên lửa hành trình 1.896 cộng 1 đơn vị, tàu thuyền 25 chiếc, tàu ngầm 1 chiếc, thiết bị ô tô và xe bồn 12.734 cộng 18 chiếc, thiết bị đặc biệt 1.533 cộng 5 đơn vị. Tình hình ở mặt trận Tại Ukraine, 90 cuộc đụng độ quân sự đã diễn ra tại mặt trận trong vòng 24 giờ lực lượng phòng thủ tiếp tục kiềm chế địch trên hướng Mariansky. Tuy nhiên, báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh nêu rõ rằng quân Nga có thể sẽ chịu tổn thất đáng kể nếu họ quyết định tấn công trực diện vào các vị trí mới của Ukraine trên một bãi đất trống do quân Ukraine tập trung đông đảo ở các vị trí mới. Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội không được thông minh, thưa quý vị. Theo đó, thì mới đây, thống đốc Sevastopol của Nga Mikhail Ravozhev được cho là vừa vô tình tiết lộ vị trí của một tàu đổ bộ khác của Nga. Ngày 15 tháng 2, thống đốc Sevastopol đã lên tiếng thông báo về việc bến tàu được sửa chữa sau cơn bão. Nhóm giám sát gió Kremlin đã thu hút sự chú ý khi trong bức ảnh do ông Ravozhev công bố, có thể thấy một tàu đổ bộ thuộc dự án 775 đang neo đậu gần bức tường Minsk. Đây là tàu chị em của tàu đổ bộ lớn Zepmozavod Minsk của Nga, vốn đã bị phá hủy tại Ủ Khô, cũng như tàu đổ bộ cỡ lớn Novocherkass bị chìm ở cảng Fyodosia và tàu đổ bộ lớn Sisa Kunikov bị đánh chìm vào ngày 14 tháng 2 ở vùng biển gần Alufka. USM trước đó đưa tin, hầu hết thủy thủ đoàn trên tàu đổ bộ cỡ lớn Sisa Kunikov của Nga đã thiệt mạng sau khi bị xuồng không người lái của Ukraine tấn công, theo tình báo Ukraine. Chính quyền Nga đã sớm thông báo rằng lực lượng phòng không của họ đã chặn 6 máy bay không người lái trên Biển Đen. Tuy nhiên, lực lượng vũ trang cùng với Bộ Quốc phòng Ukraine sau đó nhanh chóng đã tung video chứng cứ ghi lại cảnh đánh chìm tàu đổ bộ cỡ lớn Sisa Kudikov của Nga. Theo phía Ukraine, không thủy thủ nào trên tàu đổ bộ Nga có thể sống sót sau vụ tấn công. Các nguồn tin Nga sau đó tuyên bố rằng tư lệnh hạm đội Biển Đen Đô đốc Viktor Sokolov đã bị cách chức và nguyên nhân được cho là vì để mất tàu đổ bộ Sisa Kunikov. Theo Kiev Post, phóng viên quân sự Kenji nổi tiếng người Nga Riba và Romanov Light mới đây đã đăng tuyên bố trên kênh Telegram của họ rằng Đô đốc Viktor Sokolov đã bị sa thải và người thay thế ông giữ chức chỉ huy hạm đội Biển Đen BSF là phó đô đốc Sergei Pinchuk, tham mưu trưởng hạm đội Biển Đen. Hãng tin Reuters cho biết, tin đồn về việc đô đốc Viktor Sokolov bị sa thải được các blogger quân sự Nga đăng tải đã được xác nhận bởi một cựu cố vấn của Điện Kremlin. Moscow chưa lên tiếng chính thức về vấn đề này. Thưa quý vị, bên cạnh những tổn thất thảm khốc trong cuộc chiến xâm lược Ukraine, vòng xoáy thảm họa nhân khẩu học tiếp tục diễn ra ở Nga. Bất chấp những lời kêu gọi về các giá trị truyền thống và lời kêu gọi sinh tám người con của Tổng thống, vào năm 2023, đất nước này mất thêm 495.000 người do suy giảm dân số tự nhiên, tức là tỷ lệ tử vong vượt quá tỷ lệ sinh. Rostat đưa tin hôm thứ Sáu. Theo đó, tỷ lệ sinh của Nga đã giảm 3,6% và chạm đáy năm thứ Hai liên tiếp dưới thời Vladimir Putin. Theo Rostat, chỉ có 1,264 triệu trẻ sơ sinh được sinh ra, mức tối thiểu kể từ năm 1999. Nếu chúng ta loại trừ Crimea và Chechnya được sắp nhập phi pháp vào năm 2014 khỏi số liệu thống kê, thì số trẻ em sinh ra ở lãnh thổ Nga chỉ tương đương 1,215 triệu là một kỷ lục tỷ lệ nghịch với toàn bộ lãnh thổ hiện đại cũng như lịch sử đất nước, nhà nhân khẩu học Alexander Draksa lưu ý. Tỷ lệ sinh ở Nga đã giảm đều đặn kể từ khi sắp nhập Crimea và kể từ đó đã giảm 35%. Năm 2014, 1,94 trẻ em được sinh ra ở Nga sự suy giảm dân số tự nhiên tiếp tục trong năm thứ 8 liên tiếp và tổng số tích lũy cho năm 2016 đến năm 2023 đã vượt quá 3,5 triệu người. Kể từ năm 2000, đất nước này đã mất hơn 11 triệu dân do tỷ lệ tử vong vượt quá tỷ lệ sinh. Con số này gấp 2 dân số của San Petersburg và gấp 10 lần dân số sống ở các khu vực như Lipetsk, Ryazan hoặc Bryansk, 1,1 triệu người mỗi vùng. Rostat dự đoán sự tuyệt chủng nhanh chóng mà Tổng thống Vladimir Putin yêu cầu chấm dứt vào năm 2024 sẽ tiếp tục diễn ra trong hai thập niên tới. Theo dự báo nhân khẩu học được công bố vào tháng 10 năm 2023 đến năm 2046, Nga sẽ mất 12,7 triệu người do tỷ lệ tử vong vượt quá tỷ lệ sinh. Tổng dân số sẽ giảm khoảng 7,6 triệu người trong giai đoạn 2023 đến 2045. Hàng năm, theo dự báo của Rostat, hơn 200.000 người di cư sẽ đến Nga, tổng dân số tích lũy đến năm 2046 sẽ đạt 4,8 triệu người. Tuy nhiên, con số này sẽ chỉ bù đắp được 40% sự suy giảm dân số tự nhiên. Chuyển tiếp từ chiến sự Đông Âu đến những diễn biến đáng chú ý trên chính trường Mỹ, trước thêm cuộc bầu cử được mong đợi, sẽ là việc Tòa Bạch Ốc cảnh báo Tổng thống Putin tránh xa bầu cử Mỹ, sau khi ông bày tỏ muốn Tổng thống Biden giành chiến thắng do dễ đoán hơn ông Trump. Putin biết rất rõ chính quyền này đã và đang làm gì để chống lại ảnh hưởng xấu của Nga trên toàn thế giới, cũng như những gì họ đang làm ở Ukraine. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia của Tòa Bạch Úc John Kirby nói trong cuộc họp báo ngày 15 tháng 2. Chúng tôi đã nhiều lần chứng minh sẵn sàng đẩy lùi những gì Nga đang làm, đặc biệt ở Ukraine. Vì vậy, ông Putin hãy tránh xa cuộc bầu cử của chúng tôi, ông Kirby nói thêm. Bình luận của Kirby được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm ngày 14 tháng 12 nói ông muốn Tổng thống Mỹ Joe Biden tái đắc cử trong bầu cử Tổng thống năm nay, vì ông ấy giàu kinh nghiệm hơn, dễ đoán và là chính trị gia thuộc trường phái truyền thống. Đây là lần đầu tiên ông Putin công khai bình luận về bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay. Người đứng đầu Điện Kremlin cũng nhấn mạnh Nga sẵn sàng làm việc với bất kỳ ai đắc cử khi được hỏi về phát biểu của tổng thống Nga, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc vận động tranh cử ở Nam Carolina ngày 14 tháng 2 rằng, thực ra tổng thống Nga Putin vừa dành cho tôi lời khen tuyệt vời. Ông ấy vừa nói muốn Joe Biden làm tổng thống hơn là Trump, tất nhiên là ông ấy sẽ nói như thế rồi, ông Trump cho hay. Chính quyền Biden đi đầu trong việc áp lệnh trừng phạt Nga liên quan cuộc chiến ở Ukraine. Mỹ cũng là nước cung cấp viện trợ và vũ khí trị giá hàng tỷ đô la cho Ukraine trong cuộc chiến kéo dài gần hai năm qua với Nga. Mỹ từng nhiều lần cáo buộc Nga can thiệp cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 và 2020, trong khi Nga kiên quyết bác bỏ. Bầu cử tổng thống Mỹ năm nay nhiều khả năng sẽ là cuộc tái đấu giữa ông Biden, 81 tuổi, và ông Trump, 77 tuổi. Tuy nhiên, cả hai ứng viên đều khiến cử tri lo ngại về vấn đề tuổi tác. Ông Biden hiện là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Mỹ. Nếu đắc cử, ông Trump cũng sẽ là một trong những tổng thống lớn tuổi nhất từ trước đến nay tại quốc gia này. Trong một diễn biến khác thưa quý vị, bà Harris, người được biết tới rộng rãi với vai trò mờ nhạc trên cương vị phó tổng thống Mỹ của mình, vừa có phát ngôn cho rằng quan điểm tự cô lập theo chính sách nước Mỹ trên hết vốn được ông Trump đề ra sẽ tăng đe dọa với quốc gia. Tự cô lập không phải là biện pháp tự bảo vệ trước các mối đe dọa từ bên ngoài. Trên thực tế, khi nước Mỹ tự cô lập, các mối đe dọa chỉ tăng thêm. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hôm 16 tháng 2 phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, nơi tập trung các nguyên thủ, nhà ngoại giao, lãnh đạo quân sự hàng đầu phương Tây. Phó Tổng thống Mỹ không nhắc đích danh cựu Tổng thống Donald Trump, nhưng lên án quan điểm cho rằng lợi ích tốt nhất của người dân Mỹ là tự cô lập mình khỏi thế giới và chỉ trích việc từ bỏ cam kết với các đồng minh để hành động đơn phương. Thế giới quan như vậy thật nguy hiểm, gây bất ổn và thiển cận. Quan điểm đó sẽ làm suy yếu nước Mỹ, suy yếu sự ổn định cũng như thịnh vượng toàn cầu. Do vậy, tôi và Tổng thống Biden bác bỏ quan điểm đó, bà Harris nói. Quan điểm nước Mỹ trên hết được Trump đề ra, trong đó ông tuyên bố từ chối ý thức hệ của chủ nghĩa toàn cầu hóa và chọn đi theo chủ nghĩa yêu nước. Trump cho rằng Mỹ với tư cách là cường quốc không nên tham gia vào bất cứ tổ chức nào nếu nó không có lợi cho Mỹ. Ngay sau khi nhậm chức tổng thống, Joe Biden hồi tháng 2 năm 2021 tuyên bố không quay lại với chính sách ngoại giao nước Mỹ trên hết của người tiền nhiệm Trump. Trong bài phát biểu tại Munich, bà Harris bảo vệ cách chính quyền tổng thống Biden ứng phó với các thách thức toàn cầu, đặc biệt là trong việc dẫn dắt nỗ lực quốc tế hỗ trợ Ukraine sau khi nổ ra cuộc chiến với Nga. Phát biểu của bà được đưa ra trong bối cảnh Ukraine có thể mất đi sự hỗ trợ từ Mỹ do vấp phải phản đối từ quốc hội nước này và do ảnh hưởng từ quan điểm của cựu tổng thống Trump cùng những người ủng hộ ông. Bà Harris nhấn mạnh Mỹ sẽ không lùi bước trong việc ủng hộ nền dân chủ, chủ nghĩa đa phương cũng như quyết tâm bảo vệ các quy tắc và chuẩn mực quốc tế. Trong thời điểm bất ổn này, Mỹ không thể rút lui. Mỹ phải giữ vững quan điểm về dân chủ. Chúng ta phải bảo vệ các quy tắc và chuẩn mực quốc tế. Phải sát cánh cùng các đồng minh, bà nói. Trump gần đây tuyên bố nếu ông đắc cử, Mỹ sẽ không bảo vệ các đồng minh NATO nếu họ không đáp ứng các cam kết chi tiêu quốc phòng. Bà Harris khẳng định cam kết thiêng liêng của chính quyền Biden với NATO vẫn vững vàng. Ông Trump đang dẫn đầu đường đua tranh đề cử của đảng Cộng hòa và nhiều khả năng sẽ đối đầu với Tổng thống Biden của đảng Dân Chủ vào tháng 11. Ông Trump hiện nhận được ủng hộ nhỉnh hơn ông Biden trong các cuộc đối đầu giả định. Nước Mỹ trên hết thì chưa thấy gây hại gì cho dân Mỹ, nhưng chắc chắn chính sách nhập cư dễ dãi và bừa bãi của đảng Dân Chủ thì có. Tiểu bang Texas dự định xây dựng một căn cứ cho vệ binh quốc gia dọc biên giới với Mexico để ứng phó tình trạng nhập cư trái phép vào Mỹ. Căn cứ này sẽ có diện tích hơn 32 hecta nằm dọc bờ sông Rio Grande ở thành phố biên giới Eagle Pass, sức chứa 1.800 binh sĩ và có thể nâng lên 2.300 người thống đốc tiểu bang Texas Greg Abbott phát biểu tại cuộc họp báo ngày 16 tháng 2. Cơ sở này có thể tiếp nhận 300 binh sĩ thuộc lực lượng vệ binh quốc gia bang Texas từ tháng 4. Eagle Pass là điểm nóng tại biên giới Mỹ-Mexico. Ông Abbott đã điều vệ binh quốc gia Texas tới thành phố để dựng hàng rào thép gai cùng các loại rào chắn khác nhằm ngăn người nhập cư vượt biên vào Mỹ căn cứ cho phép giới chức Texas tập trung binh sĩ tại khu vực chiến lược này và tăng tính linh động cho vệ binh quốc gia Texas trong ứng phó người nhập cư trái phép, ông Abbas bổ sung. Động thái diễn ra trong bối cảnh bất đồng giữa ông Abbas và Tổng thống Joe Biden về chính sách nhập cư gia tăng. Mỹ ghi nhận lượng người vượt biên trái phép từ Mexico cao kỷ lục từ khi ông Biden nhậm chức năm 2021. Ông Abbas cùng các thành viên Cộng hòa đổ lỗi cho ông Biden vì đã vô hiệu hóa những chính sách hạn chế nhập cư do người tiền nhiệm Donald Trump triển khai. Thống đốc Texas còn cáo buộc tòa Bạch Úc không hành động để đối phó với các băng đảng ma túy đang kiểm soát biên giới phía Mexico. Ông Abbas đã cho dựng khoảng 160 km hàng rào thép gai dọc sông Rio Grande, động thái bị chính quyền ông Biden phản đối và đã kiện lên tòa án tối cao Mỹ tòa tạm thời cho phép lực lượng biên phòng liên bang cắt dây thép gai, nhưng bang Texas vẫn tiếp tục rải hàng rào trong lúc chờ phán quyết cuối cùng. Texas còn thông qua đạo luật coi vượt biên trái phép là tội cấp bang, trao thêm quyền lực cho cảnh sát và tòa án tiểu bang xử lý những người bị cáo buộc vượt biên trái phép. Đạo luật có hiệu lực từ tháng 3 được cho là sẽ tạo ra thêm cuộc chiến pháp lý giữa Texas và chính quyền liên bang. Kính thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cập nhật chiến sự của The Saigon Post ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.